Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tốp ca do nhóm câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật gửi đến quý vị, đó là tốp ca Ngày Hạnh Phúc. Xin cảm ơn những giọng ca rất là thắm thiết đến từ câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật. Tôi xin phép được